Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp sống nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, những tấm gương thanh niên làm giàu trên mảnh đất quê hương ngày một nhiều là minh chứng cho sức trẻ, lòng nhiệt huyết cùng với tinh thần dám nghĩ dám làm của thanh niên Việt Nam hiện nay. Đối với chị Nguyễn Thị Hồng, một người con của xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thì việc nghiên cứu thành công nấm đông trùng hạ thảo và mở cơ sở bào chế trên chính mảnh đất quê hương đã trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ huyện Thanh Oai học tập và noi theo. Mời quý vị và các bạn đến thăm cơ sở nuôi trồng và bào chế nấm đông trùng hạ thảo của chị Nguyễn Thị Hồng để thấy được tâm huyết, đam mê khoa học của chị đối với quê hương. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, chị Nguyễn Thị Hồng từ lâu đã có niềm đam mê khoa học về vi sinh vật và cùng với tham quan học hỏi từ thực tế. Công ty dược phẩm Thiên Phúc của chị Nguyễn Thị Hồng đã được coi là cơ sở Việt Nam đầu tiên nuôi trồng và sản xuất thành công nấm đông trùng hạ thảo cung cấp cho thị trường. Đây được coi là một trong những thành tựu của ngành công nghệ sinh học của Việt Nam, là tiền đề quan trọng để hướng tới xây dựng trung tâm đông trùng hạ thảo của Việt Nam và của Đông Nam Á trong tương lai. Trong tự nhiên, đông trùng hạ thảo là một dạng cộng sinh giữa một loài nấm túi với sâu non của một loài côn trùng. Vào mùa đông, nấm bắt đầu ký sinh vào sâu non và làm chết sâu non vì ăn hết chất dinh dưỡng của chúng. Mùa hè ấm áp, nấm bắt đầu mọc ra khỏi sâu như một ngọn cỏ và vươn lên khỏi mặt đất. Đông trùng hạ thảo được xem là dược liệu quý hơn nhân sâm với rất nhiều công dụng cho sức khỏe con người. Thường được tìm thấy vào mùa hè ở một số cao nguyên cao hơn mặt biển từ 3.500 đến 5.000 mét như Tây Tạng, Tứ Xuyên, Vân Nam, Trung Quốc. Để nuôi trồng và bào chế thành công đông trùng hạ thảo thì chị Hồng cũng phải trải qua nhiều thất bại và gian nan. Ban đầu trước khi biết đến nấm đông trùng hạ thảo, chị Hồng đã bắt tay vào việc tìm hiểu, xây dựng mô hình trồng các loại nấm như nấm rơm, nấm sò, mộc nhĩ, linh chi. Không chỉ dừng lại ở mô hình trồng nấm đơn giản, Hồng còn ấp ủ nhiều ý tưởng hướng tới nghiên cứu trồng một số loại nấm có giá trị dược liệu quý, phục vụ cho sức khỏe con người. Tình cờ biết đến đông trùng hạ thảo như một cơ duyên, và chị càng quyết tâm đưa đông trùng hạ thảo đến gần hơn với người dân Việt. Năm 2009, chị Nguyễn Thị Hồng đã tập trung học tập, nghiên cứu một số mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo tại Trung Quốc và Thái Lan. Đến tháng 10 năm 2011, công trình nghiên cứu nấm đông trùng hạ thảo của Hồng đã thành công. Đến tháng 9 năm 2012, toàn bộ quy trình công nghệ được hoàn thiện đi vào hoạt động. Với diện tích nhà xưởng trên 200m², vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng, công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc là một trong những công ty đầu tiên của Việt Nam đã cung cấp nguyên liệu nấm đông trùng hạ thảo cho các hệ thống đông y và các công ty dược trong cả nước. Hiện nay, công ty dược thảo Thiên Phúc có thị trường đầu ra khá ổn định, với 50% sản lượng được bán cho các công ty dược phẩm trong nước và 50% được xuất sang các thị trường EU, Nhật Bản, Đức, với giá bán khoảng 120 triệu đồng 1 kg khô và 20 triệu đồng 1 kg tươi. Từ tháng 10 năm 2011 làm thành công, nhưng đến tận đầu năm 2014 mới họ đã đưa ra được đại trà ở quy mô công nghiệp. Nhưng mà khi mình trồng ở quy mô nhỏ ấy, thì mình làm nó rất là suôn sẻ, không vấn đề gì. Nhưng khi mà càng mở rộng ra thì lại càng bị thất bại. Tức là lúc đầu tiên cũng không tìm được nguyên nhân làm sao mà mình thất bại cả. Nhưng sau này thì mình đã tìm được ra những cái nguyên nhân là cái chính ấy, đó là cái sự thoái hóa giống. Mà sau khi thoái hóa giống như thế thì là nó hỏng ấy, nó hỏng nó mà mình lúc đầu nhìn thì không thể phát hiện ra là nó bị thoái hóa giống cả. Đấy, thì bây giờ thì công ty đã tự nghiên cứu được cái nguồn giống, tự tạo lai tạo được giống để tạo ra cái nguồn giống tương đối tốt để ổn định. Bên cạnh việc tiếp thu công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo của nước ngoài, chị Hồng còn tìm tòi và sáng tạo nuôi trồng nhân tạo nấm đông trùng hạ thảo với nguồn nguyên liệu chính là gạo và nước dừa Việt Nam, phối trộn thêm nguồn vi chất bổ sung mà không dùng thêm bất kỳ chất kích thích tăng trưởng hay tá dược nào ảnh hưởng tới sức khỏe của con người theo quy định của Bộ Y tế với tên gọi đông trùng hạ thảo TP Herbs, với hàm lượng hoạt chất tự nhiên đạt 65-70% so với hàm lượng có trong đông trùng hạ thảo tự nhiên. Toàn bộ quy trình sản xuất phải trải qua các khâu như khử trùng, để nguội, cấy giống cấp 1, giống cấp 2, sau đó đến ươm sợi, kế đến là kích thích tạo quả thể, nuôi quả thể và thu hái. Một chu kỳ nuôi trồng thường kéo dài từ 55 đến 60 ngày. Sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo đạt yêu cầu là sản phẩm phải có màu vàng, lên đều, đẹp.
đặc biệt giá thành sản phẩm giảm hơn 20 lần so với hàng ngoại nhập. Đây là thành công mới đối với ngành công nghệ sinh học tại Việt Nam. Việc sản xuất trên quy mô công nghệ sẽ tiết kiệm được thời gian và hạ giá thành sản phẩm, tạo điều kiện cho khách hàng bình dân có thể sử dụng được sản phẩm rất tốt cho sức khỏe này. Các dòng sản phẩm của Thiên Phúc được bào chế từ nguyên liệu chính là nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi với hàm lượng và các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Những sản phẩm được chiết xuất từ đông trùng hạ thảo là thực phẩm chức năng có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Đặc biệt, đông trùng hạ thảo có thể làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, chống xơ vữa động mạch, thích hợp với nhiều lứa tuổi. Ngoài ra, đông trùng hạ thảo còn có khả năng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể và nâng cao năng lực chống ung thư và một số loại bệnh khác. Thị trường thì chủ yếu lấy hai dạng là dạng tươi và dạng khô. Dạng tươi thì hầu như là cung cấp cho các công ty dược, các nhà máy dược để chế biến thành các sản phẩm viên. Thế còn cái dạng tươi thì chủ yếu là hiện nay đang bán là dưới dạng là dưới các kênh phân phối của các cái cửa hàng thực phẩm chức năng. Đấy, thì cái sản phẩm tươi thì có thể khó bảo quản hơn nhưng cái chất lượng của nó tương đối là tốt. Vì nó còn giữ nguyên được các axit amin, giữ nguyên tất cả các thành phần trong đông trùng. Thì khô thì về cơ bản là nó không có gì mất, nhưng cái thành phần chính là colistamin và adenosine vẫn giữ được, nhưng có thể là một số vitamin ấy thì cũng đã giảm xuống. Đấy. Thì tôi cũng mong muốn là làm sao đưa được những cái sản phẩm tươi đưa tận tay người tiêu dùng nhiều hơn nữa. Ở Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Thử nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng đã bắt đầu nghiên cứu đông trùng hạ thảo từ nhộng tằm vào năm 2007 và đã thành công trong việc nuôi cấy dược liệu quý này tại thành phố Bảo Lộc do tiến sĩ Nguyễn Mậu Tuấn thực hiện. Đến nay, đông trùng hạ thảo đã được sản xuất nhân tạo công nghiệp đại trà tại nhiều cơ sở ở thành phố Đà Lạt của công ty Thiên Phúc. Công ty dược thảo Thiên Phúc đã cho các chuyên gia vào Đà Lạt nghiên cứu trong suốt 5 năm trước khi tiến hành sản xuất đại trà. Tham khảo từ một số chuyên gia nước ngoài, chị Hồng cùng các nhà khoa học của công ty đã nhận thấy Lâm Đồng, nhất là vùng Đà Lạt có điều kiện môi trường tốt nhất để trồng đông trùng hạ thảo, thậm chí còn cao hơn các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, vì nhiệt độ, độ ẩm ở đây rất ổn định và phù hợp. Công ty đã trồng thí điểm ở nhiều vùng như Mộc Châu, Sapa và thành lập cơ sở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Tuy nhiên, nếu làm bài toán kinh tế thì chi phí đầu tư tại Đà Lạt là thấp nhất, hiệu quả kinh tế cao nhất vì nhiệt độ mùa hè ở các vùng đó tăng cao, phải đầu tư nhà lạnh để giữ nhiệt độ chuẩn. Với loại cây này, nhiệt độ là quan trọng nhất và Đà Lạt đáp ứng được yếu tố lớn này. Đến nay, công ty cũng đã mở cơ sở tại xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai. Song khí hậu thời tiết còn có nhiều bất lợi, nên việc nuôi trồng và sản xuất đông trùng hạ thảo phần lớn còn ở quy mô nhỏ, cùng nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị lớn. Rất cần sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo địa phương để tạo điều kiện cho các nhà khoa học như chị Hồng tiếp tục phát huy hết khả năng và tập trung nghiên cứu, sản xuất những sản phẩm sinh học mang lại ý nghĩa với cộng đồng. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học cùng ý chí khát vọng vươn lên làm giàu, chị Nguyễn Thị Hồng, người con của quê hương Dân Hòa, huyện Thanh Oai, đang phát huy sức trẻ, cống hiến công sức, góp phần làm nên những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, không chỉ cung cấp ra thị trường trong nước mà còn hướng tới mang sản phẩm thương hiệu Việt đến với thị trường trên thế giới. Bản lĩnh, trí tuệ, đam mê nghiên cứu và những suy nghĩ việc làm thiết thực, tâm huyết, chị Nguyễn Thị Hồng đã và đang góp phần tô thêm vẻ đẹp, làm rạng rỡ truyền thống của quê hương Thanh Oai, đất trăm nghề ngày càng khoe sắc thắm. Thưa quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu quá trình chị Nguyễn Thị Hồng bào chế thành công loại nấm đông trùng hạ thảo cùng những khó khăn ban đầu chị gặp phải, chúng tôi đã có dịp trao đổi với chị Nguyễn Thị Hồng, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Thiên Phúc, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chị có thể cho chúng tôi được biết từ đâu mà chị đã có ý tưởng nuôi trồng loại nấm này? Là khi bắt đầu ra trường ấy, thì tôi đã làm cho phó giáo sư Nguyễn Thị Chính làm về nấm linh chi. Thì trong cái lúc mà đọc tài liệu về nấm linh chi ấy, thì tôi có đọc một cái tài liệu về đông trùng hạ thảo. Thì lúc đó là chưa hiểu một tí gì về đông trùng cả, nhưng thấy là đọc vào rồi thấy nó hay. Mà tại sao mình muốn đi tìm mua giống đông trùng thì không có một nơi nào có. Thế là từ đó mình cứ là vừa đọc tài liệu vừa tìm cái nguồn giống đông trùng ấy, thì đến năm 2009 thì bắt đầu mới mua được cái giống đông trùng của Trung Quốc. Thì thế là mình đọc tài liệu rồi mình thấy nó cái công dụng của nó thật là số 1 luôn, nó gọi là thần dược đúng rồi.
Như vậy thì mình thấy là có rất là nhiều người bị ung thư này, có rất nhiều người mắc cái bệnh liên quan đến thận hô hấp ấy, thận này hô hấp mà không có những cái loại thuốc hoặc là tối ưu hơn ấy. Nhưng mà đông trùng thì cái đấy nó rất là tốt cho cái vấn đề sức thận mới hô hấp ấy. Thì mình cũng muốn là làm sao là trồng được cái sản phẩm đó để phục vụ sức khỏe cho mọi người. Chị có thể chia sẻ là trong cái quá trình mới bắt đầu trồng thử loại nấm này thì chị gặp những cái thất bại và khó khăn như thế nào? Cái lần đầu tiên khi bắt đầu có giống năm 2009 ấy, là khi bắt đầu có giống mua cái giống của Trung Quốc về ấy, thì tất cả các anh em đều tất cả các đội ngũ anh em là đều hăm hở để làm được mẻ đầu tiên ấy. Mẻ đầu tiên là mua nhộng về cấy trên con nhộng. Thế là tất cả anh em đều xung phong vào trong tủ cấy thì cấy giống thì sau 3 ngày mở ra thì toàn bộ là một mùi, trời ơi, là một mùi thối ấy, thối của con nhộng ấy. Thế sau đó thì các con bọ nó bò ra khủng khiếp luôn. Trời, đấy là lần đầu tiên là thất bại, mà cũng là một cái là áp dụng mình đọc sách ấy, sau đó mình làm y sách, sách bảo gì ta làm đấy, nhưng có lẽ là mình làm chưa đúng, mình thấy là chưa 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 phù hợp lắm. Thế sau này thì cải tiến năm 2013 là mình đã cải tiến cái công nghệ đó, vẫn cấy trên con nhộng sống đấy, nhưng hoàn toàn là không bao giờ lo vấn đề thối, và nó vẫn mọc rất là đẹp. Từ cái thất bại thì Chính là vì thất bại như thế nên là mình càng cố gắng ấy, càng cố gắng là theo đuổi nó. Vì tại sao thế giới làm được từ những năm 95 thì Malaysia này, Thái Lan này, Singapore này, hay Nhật Bản hay Mỹ, người ta đã làm cái đông trùng rất là nhiều rồi. Nhưng không, Việt Nam thì thời điểm đó mình làm chưa có người làm mấy. Thì càng là cố gắng làm sao, là tại sao công nghệ sinh học của thế giới nó phát triển mạnh như thế mà Việt Nam thì vẫn chưa là có ứng dụng gì cả. Nên là mình đã càng cố gắng để đi học tập ở nước ngoài. vậy thì để vượt qua những cái khó khăn thất bại thì chị có những cái động lực như thế nào? Khi bắt đầu đi học đại học ấy, mình đã có một cái ham muốn là có một cái mong muốn là ứng dụng cái công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Vì mình xuất phát từ nông nghiệp mà, mình thấy là ngày xưa mình làm vất vả lắm, nông nghiệp vất vả lắm. Cho nên là mình chỉ muốn là ứng dụng những cái gì đó là tiến bộ nhất của khoa công nghệ để đưa vào nông nghiệp. Làm sao cho mình đỡ vất vả hơn thôi. Vậy thì chị có thể cho biết là chị đã có những cái biện pháp như thế nào để đưa cái loại nấm này gần gũi hơn với nhân dân ạ? Cái ứng dụng lớn nhất của dự án ấy là đưa được cái công nghệ nó gần với bà con nông dân ấy, ai cũng có quyền, ai cũng có thể sở hữu được cái công nghệ mà quá tưởng chừng như nó quá khó, đúng không? Nhưng bây giờ nó trở thành nên đơn giản hơn, đúng không? Thế nên cái sản khi mà công khi dự án kết thúc ấy thì tôi cũng mong muốn là đưa được tạo công ăn nhiều công ăn việc làm cho bà con nông dân hơn, tạo ra một cái ngành nghề mới cho nông nghiệp hơn. Đấy. Và đưa được những cái sản phẩm tốt nhất tới tay người tiêu dùng mà họ không phải mua những cái hàng giả hàng nhái trên thị trường nữa. Trong thời gian sắp tới thì công ty chị có những cái kế hoạch, những cái phương hướng như thế nào để nhân rộng và cũng như là mở rộng quy mô sản xuất ấy? Cái phương hướng được tới thì vẫn là công ty vẫn sản xuất cái hai mặt hàng chính là tươi và khô, ngoài ra thì có chế biến thành các sản phẩm viên đưa đến cho mọi người sử dụng dễ hơn. Quy mô nó sẽ sản xuất là quy mô chủ yếu là sản xuất đại trà trong quy mô công nghiệp, như hiện nay là đang sản xuất là công suất là 5.000 lọ một ngày. Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Chương trình Nhịp sống nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.